Theo đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, có 9 dự án trọng điểm được triển khai, trong đó có việc phát triển hạ tầng kỹ thuật ICT đủ điều kiện tối thiểu cho phát triển đô thị thông minh, xây dựng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh và thành phố Vũng Tàu, các dịch vụ tiện ích và thông minh ở từng lĩnh vực. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu báo cáo tiến độ triển khai các dự án theo đề án phát triển đô thị thông minh của tỉnh. Theo báo cáo của các đơn vị địa phương, một số dự án thuộc danh mục đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, hiện đã đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án triển khai chậm do vướng mắc về thủ tục. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan, các chủ đầu tư tiếp nhận các dự án giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chuyên môn đảm trách xuyên suốt để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Sở Thông tin Truyền thông làm đầu mối chủ trì theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư đảm bảo triển khai đúng tiến độ dự án. Đối với các dự án đang còn vướng mắc, các sở ngành được giao nhiệm vụ báo cáo cụ thể cho Sở Thông tin Truyền thông, tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ.